Hãy cùng đến với tâm sự của một anh chồng. Đây các ông này, tác hại của Covid-19 này. Rồi sao? Thì vậy, con vợ mình nó lại pha xe sủi cho mình uống. Mình uống xe sủi xong, thế nháo mình lại thấy say thế. Bạn như kiểu uống rượu luôn. Hóa ra là như vậy, nó mất vị giác các ông ạ. Nó thấy ít nước trong này, nó thấy ít một ít nước trong này, nó tưởng là nước thường, ai ngờ là rượu. Wow. Thế là nó đổ con mẹ rượu vào xe sủi pha cho mình uống. Mình uống xong mình say thế, mình bảo mẹ hay là mình bị phản ứng thành phần thuốc nhỉ. Thế là vừa lại mình bảo là ô có cho nước lọc mình uống thử với mẹ, toàn rượu trong không ạ. Đâu như kiểu gì. Ôi coi được con bảo mà đảm đang như vậy là tốt quá rồi còn gì nữa đúng không? Anh này là anh không có hiểu ý của cô ấy. Cô muốn anh nhanh chóng tìm về một thế giới bình yên để cho cô ấy còn đi lấy chồng khác. Thế anh không hiểu. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem. Cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.